Bên bên này các bạn thì cái giờ ở đây thì nó hơn mình một tiếng nha. Hiện nay bên Nashville, Tennessee của mình là 4 giờ 15. Ở đây là 5 giờ 15 chiều nha các bạn. Nhiệt độ ở đây thì hiện nay là đâu tầm khoảng chừng 78 độ F các bạn. Chắc tầm chừng 24 độ C. Đó, giờ đổ xong các bạn thấy không? Mới là mình đổ hết 152 đô nè. 44 gallon đó. Đó, Portland đó các bạn. Thì Portland đây là cái cảng lớn nhất của Maine mà. Thank you. Yes, thank you so much. Wow, quá trời đồ ăn luôn. Thật sự OV đi chơi thật sự đó là một chuyện nhỏ thôi, còn chuyện lớn là mình spend time với gia đình các bạn, để cho khi mà mốt nó lớn, mấy cái bé lớn lên á, nó có kỷ niệm, nó có kỷ niệm gia đình ha. Are you crying? Rất là nice các bạn, rất là nice. Cảm động spend time với gia đình vậy thôi. Đây là thời gian là quý báu lắm. Mấy bé này lớn nhanh lắm. Quay qua lại các bạn thấy không? Ngày xưa ba đứa có chút xíu à. Gia đình các bạn thấy không? Quay nè. Nhìn nó cao dài thòn rồi, nó cao hơn daddy nữa rồi nè. Thì du khách không? Các người đi người ta đứng xếp hàng á. Đằng sau lưng mình á, đây là cái này nó gọi là wind power, tức là nó dùng năng lượng gió để nó tạo ra điện, nó hay lắm nha các bạn. Đây là lobster không? Mà cho nên Maine nó nổi tiếng là lobster, các bạn thấy không? Khi các bạn tới Maine á, các bạn phải thử lobster roll nha. Món này rất là lạ nha. Đó, ở đây là nó nổi tiếng á là cái lobster roll nha các bạn. Các bạn thấy không? Lobster không, thịt lobster á. Này nguyên con lobster luôn á. Đây là mình đang ở Brewer, Maine nha. Đúng rồi, mình đi tới đây trời nó mưa, không thấy được cái thao gì hết. Buồn đó. Buồn chứ con chuồn chuồn mà mưa cái một đó nó buồn còn còn thêm hơn. Có tiền được kêu ở đây chả tầm ha. À, căng lưỡi luôn. Đây chẳng có gì trơn hết, chỉ có vậy thôi đó. Bây giờ mình sẽ tiến thẳng tới Portland mình chơi. Mình nghe nói là Portland thành phố rất là đẹp. Đó là thành phố mà dân cư đông đúc nhất ở tiểu bang Maine này. Và bây giờ mình đã ra khỏi Augusta nè. Bây giờ mình đi xuống Portland. Thì từ đây từ cái thành phố Portland nó cách Augusta, thủ phủ của Maine á, tầm khoảng chừng 55 dặm thôi các bạn. Tức là tầm khoảng chừng 1 tiếng lái xe thôi nha. Maine thì sông hồ nhiều lắm nha. Mà mấy cái đường ngoằn ngoèo có một len như vậy thì mình nghĩ chắc mình chạy chắc chừng hơn tiếng quá. Đó mình coi người sông hồ nhiều chứ ha. Đây đánh cá nè. Đi RV nè. Yeah. Propane á, ai mà vô mà hết propane á, mình vô mình fuel propane đây. Ở đây 3 đồng 35 cent một gallon xăng đây nè. Xuống bên là chỉ có định ăn lobster thôi đó. Tại vì bên mình á, lobster nó bán 15 đô cho một pound thôi đó. Không mình mới là trong hồ nó không có tươi, nó phải bắt từ biển ra các bạn phải không? Cho nên là mình muốn qua mấy cái vùng mà mình đông bắc của Mỹ với đông bắc của Canada thì mình muốn ăn lobster mà live á, nó bắt tại chỗ luôn, nó bắt từ biển Đại Tây Dương nó bắt lên là mình ăn, mình muốn vậy đó. Hồi kia mình muốn ăn tươi như vậy đúng không? Pearl Harbor nằm đây nè. Đây là Pearl Harbor hả? Bridge nè. Đây là Pearl Harbor nè các bạn. Cái cảng. Pearl Harbor là bên Maine hả? Xưa nó đánh đây hả? Pearl Harbor, yeah. Còn phải là cái cầu này nó tưởng nhớ Pearl Harbor thôi chứ không phải là Pearl Harbor thiệt nha các bạn. Thiệt nó nằm ở bên tiểu bang Hawaii đó. Đó này là Pearl Harbor Remembrance Bridge. Đây là City of, nó gọi là Gardener. Nằm ở trong á, thì sang nằm ở ngoài đường, đầu đường nó bắt mắt hơn ngoài 20 xe. Trên xe thì bà nội với mấy đứa bé đánh bài nha. 13 lá thôi. 13. Brunswick Bridgeman. Cái tên Brunswick nó giống như là cái tên của tỉnh bang Canada. Cái tên Canada đó là New Brunswick. Cái này là Brunswick thôi. Đó bây giờ các bạn đang theo dõi cái town Gardner đó. Nó cách cái thủ phủ Augusta, cái là sát bên cái Augusta, phố Augusta đó. Thủ phủ của Maine. Nhà thờ tên lành nè. Anh thấy này còn đẹp hơn cái thủ phủ này ha. Cái gói nơi này nè hả? Nhà cửa đường xá hả? Nó còn đẹp hơn cái thủ phủ của Maine đó trời. Mình còn 25 dặm nữa là mình tới thành phố Portland á. Đó mình có cái này nè. Bây giờ mấy đứa bé đang nghe nhạc á.
Bỏ tay ra. Giờ mở này cho tụi nó cũng nghe nè. Mà đi bị vực lắm đó, gái tôi kìa. Gái tôi. Có gì chuyện. Đó, có nghe có nghe nhạc là giật, nghe nhạc là giật thôi đó. Wow, thì xa chạm quá trời, kìa đẹp chưa? Wow, bạn ơi sắp sửa tới mà mâm, có lên rồi mâm. Wow, đẹp chứ hả? Đó, ít nhất phải ra vậy chứ ha. Đó, Portland đó các bạn. Thì Portland đây là cái cảng lớn nhất của Maine mà. Wow, tàu đẹp á, bất khá bên kia kìa. Ừ, quá trời luôn kìa. Wow. Đó, quá trời thuyền bè. À hả? Đây nó là đây là giống như là cái thủ phủ kinh tế của Maine mà. Tức là kinh tế, nền kinh tế chính của Maine nằm tập trung ở đây các bạn. Nó gọi là economic capital đó của Maine á. Theo xuống đây các bạn thấy khác liền nè, đúng không? Rộng lớn ha. Tại vì năm 1820 á là Portland á nó là thủ phủ mà tạm thời của tiểu bang Maine, nhưng mà sau này nó dời xuống thành phố Augusta. Tại vì Augusta nó nằm trong cái trung ương của Maine. Hay sao? Ấn tượng hay sao? Đẹp ha, đó có thấy cái rồi đó không? Khác hơn Augusta không? Lái xe thấy đã đó ha. Mình tới đây mình thấy phê nữa nè, nhìn thôi mình thấy phê nữa nè. Đó các bạn, đó. Mặc dù Maine á, nó từ bang Maine là rất là chán như con dán, đúng không? Rừng rú không mà 80% rừng rú không mà, nhưng mà Portland rất là đẹp các bạn. Rồi đó, bạn nhìn coi. À, bù cho con chuồn chuồn ở bên từ bang Maine, nhưng mà Portland này nhìn vô các bạn thấy nó đẹp. Bởi vì chính vì vậy sao mà dân chúng tập trung ở đây, đúng rồi, hiểu không? Đó, Downtown Government Art District or Port. Đó đây là Welcome to Portland kìa các bạn. Đó, Welcome to Portland á. Yeah. Rồi, Whole Food nè. Rồi, tự nhiên Farm Market vậy đó. Ở nhà thằng, đến nhà thờ kia cao quá ta. Nhà thờ gì trời. Quý công giáo tinh lành luôn á. Đó. Đó, nhà thờ đó đứng sừng sững kia. Quý lời công giáo tinh lành luôn. Lincoln Park nè. Này cái waterfront ở phía trước kìa. Cái thẳng tới phía trước là biển đó, thấy không? Ờ. Ôi thành phố đẹp quá hả? Mình dừng đây mình đi biển, đi dạo bộn dạo thấy không? Portland là đẹp nè. Wow. Đó người ta bộ cũng nhiều quá hả? Thấy nhiều nhịp không? Là trước mình là Casco Bay Ferry đó, Ocean. À, chứ mình là cái cảng các bạn, Port nè, Port and Ocean Terminal kìa, đúng rồi đó. Ừ. Cái này đâu biết đậu xe đâu luôn nha. Oh man. Bởi vì khó khăn nhất là biết đậu xe đâu luôn đó. Cái public parking nó đầy hết trơn rồi. Ôi, cái tàu bè đầy quá trời ha. Ừ. Ồ, nó vẫn có chỗ hả này, đó. Cái public parking nhưng mà cái quan trọng là có chỗ hay không thôi. Ờ chạy không được, không được. Ở đây nhộn nhịp lắm. Ở nhà hàng nó chỗ cái cảng mà. Ờ, thì đó. Dòng chúng đi bộ ấy. Uh-huh. Đang kiếm chỗ đậu xe. Đẹp quá nha. Quá đẹp luôn á. Cái nào đẹp cái này là dân chúng người ta đi bộ, người ta đổ xô vậy á. Du lịch người ta mới đông vậy. Hôm nay nó xuống downtown về quá trời đông luôn á. Đó là cái khu đẹp cái này thấy đông. Đó là public parking nhưng mà nó nhỏ quá vô không được. Thấy không? Vô không được. Đây là public parking quá trời luôn nè. Nhưng mà phải kiếm cái public parking nào mà có chỗ rộng á, mình phải đậu cái RV mình được. Chứ thôi mình ra không được. Ra không được cũng như không. Vô đây rộng nè. Nhỏ quá, chật nhỏ quá ha. Chà, đó không? Vô đó, sợ mình vô được mà ra không được luôn á. Chết luôn. Marina. Ừ. Mấy cái con đường này mình đậu không được, ở đâu ta đậu khổ cho mày. Giờ biết đậu đâu luôn đó nha. Ê, cái hàng mắm này nó ra nè. Nó vô nó ra vậy. Này hả? Nó ra nhưng mà cái xe mình đậu nó lòi ra ngoài đây. Wow, chỗ này rất là khó đậu xe nha các bạn. Public parking quá trời luôn, nhưng mà xe mình nó bự á, xe mình 25 feet lận mà nó dài mà. Mình thử chỗ này coi. Sợ vô cái ra không được thôi các bạn biết không? Các bạn phải coi, phải canh cái chỗ nào mà hả ra vô nó dễ nha. Thấy không? Coi kìa, chỗ này nó quá chật luôn.
Thôi chỗ này hả đi. Ao nào. Ra được không thôi. Oh my gosh. Ờ bên đây xác quá này, em chạy hồi tán ở đây em được được. Trời nó chặt dễ sợ luôn á. Ờ chỗ này đậu được nè. Khóa hồi cái bắp cái này nó bự nè. Hả? Anh coi coi cái đất mình có ra quá không? Không, không ra, không ra quá. Rồi, cô thấy cái đầu xe quá ngầu luôn này đó. Quá ngầu luôn này. Cứ chấp. Vâng thưa quý vị và các bạn, Travel của SJS mới tới Portland. Đây là thành phố lớn đông dân nhất của tiểu bang Maine, tiểu bang cực đông của Hoa Kỳ đó. Ở đây thì khi mình mua trả tiền đậu xe đó thì các bạn phải trả 28 đô cho 2 tiếng nha. Sau đó đó mỗi tiếng thì nó charge mình là 8 đồng. Bây giờ mình sẽ cùng các bạn khám phá thành phố Portland nha. Thành phố này cực đẹp luôn á. Mới xuống đây là mình thấy mê rồi đó các bạn nha. Portland này á là đây á là cái economic capital của Maine, tức là cái thủ phủ tài chính của Maine. Đương nhiên là tất cả các nguồn thu nhập income nó từ đây mà ra, tại vì cái này á, cái cảng Portland này là cảng lớn nhất. Đó là cảng lớn nhất của Maine mà các bạn. Vậy các bạn nào mà ở Portland tiểu bang Maine á, cho travel của SJS say hi nha. Đó, chào các bạn nha. Mình đã tới bên rồi, mình chào các bạn á. Tất cả các nhà hàng, các bo nó cái nhà nó mọc như nấm vậy đó các bạn, dọc theo cái bến cảng Portland này nha. Oh, Portland lobsters. Thì ở Maine đặc biệt là nổi tiếng là lobsters. Lobster Maine là nó phân phát cho gần 50 tiểu bang của Hoa Kỳ đó. Mà đi á mà order đợi lâu lắm các bạn. Trời ơi, đợi lâu lắm. Ở đây du khách quá trời luôn. Cái nhà hàng á, ở đây nhà hàng thì đương nhiên là rất là đông nha. Đợi lâu lắm các bạn, thấy mình thấy người ta cầm bảng nè. Đợi lâu lắm. Các bạn đăng ký, các bạn vô đây, các bạn ấy đặt bàn đây. Người ta đưa cho mình cái thẻ, đợi mình chắc nửa tiếng đồng hồ đó. Nay mình tới đây là các bạn là 6 giờ rưỡi chiều nha các bạn. Thì mình thấy nắng lên, bây giờ nắng hết lên rồi, bắt đầu nó hơi mát mát rồi nha. Nhiệt độ ở đây thì tầm khoảng chừng 72 độ F đó các bạn. Hiện nay á, tại vì gần biển nó gió, nó mát nè, nó mát nè. Mình nghĩ chắc chừng 21-22 độ C đó. Đó, cái này Long Wharf nè. Chỗ mà tàu bè nó vô, nó đánh cá xong nó vô đây nè các bạn. Mấy chỗ này á, mấy cái này á là tour không, boat tour không á. Đó, nó có mấy cái vô chơi các bạn, nó chở các bạn ra ngoài. Ở đó đi chơi đó, Odyssey Whale Watch. Nó ra ngoài để nó coi cá voi với lại coi mấy con hải cẩu á. Wow, cái cảng cảng này thật là nhộn nhịp luôn nha các bạn. Rất là nhộn nhịp luôn nha. The Berlin Wall, forget not the tyranny of this wall. Hold it place, not the love of freedom that made it fall. Laid waste. Đây du khách quá trời, đồ. Họ đợi họ đi cái tàu á. It's the seals. Heroes. Mình thấy chỗ này là người ta tưởng nhớ các anh hùng, các cựu chiến binh của Mỹ đã qua đời đó các bạn. Đó, đây tất cả các tàu này các bạn, tour đó, and charters. Đó là chở du khách đi chơi đó. Đây tàu không à? Mấy cái yacht á, yacht với lại tàu boat tour quá trời luôn nha. Private luôn các bạn, private luôn nha. Tàu tư nhân luôn á. Nó chở mình ra ngoài đó, mình coi cái heo với lại siêu rồi nè. Đây là private, cho mấy cái private guest á các bạn. Hoặc là người làm party trên đây nè. Mấy này mấy cái yacht hạng sang. Ôi, chỗ này là bán, nó bán yacht đó nha các bạn. Wow, cái chỗ này là cái chỗ bán yacht đó các bạn. Siêu thuyền á. Việt Nam mình chắc yacht mình gọi là siêu thuyền á. Mấy cái chiếc yacht này là tùy, nhỏ to vậy là trên nửa triệu đô la. Còn mấy con này phải mấy trăm ngàn, mấy con to hơn thì nó mắc hơn, mấy con to hơn nữa thì tới bạc triệu đô la các bạn. Như con này nè, con này mắc à. Đằng sau lưng mình á, đây là cái này nó gọi là wind power, tức là nó dùng năng lượng gió để nó tạo ra điện, nó hay lắm nha các bạn. Thì cái gió thổi á, cái này nó sẽ quay, nó làm giống như là cái cánh máy bay á, khi mà gió thì cái lift á nó sẽ nâng cái cánh máy bay lên, thì cái này cũng vậy, nó sẽ nâng lên thì nó sẽ làm cho tạo này, nó quay, thì khi nó quay cái rotor nè nó làm cho nó quay, khi rotor nó kia nó quay như vậy á thì cái generator, cái máy phát điện á, nó sẽ làm cho cái máy phát điện nó tạo ra điện, khi tạo ra điện như vậy thì nó sẽ cung cấp điện cho cái khu vực này.
câu hỏi rằng nếu mà không có gió thì sao, nếu không có gió mà không đủ điện á thì nó dùng điện từ của công ty điện from the grid đó, và tức là từ công ty điện. Còn nếu bình thường á mà gió nó quay như vậy là nó tạo điện đó các bạn, đó là wind power. Đây là mình thấy ở Portland á là dùng như vậy nha các bạn. Thì họ đang cho du khách đang lên thuyền á, lên siêu thuyền để đi chơi đó. Đây là người ta xếp hàng dài nè các bạn, để người ta chuẩn bị người ta lên thuyền á. Thuyền này 3 tiếng đồng hồ. Thì hiện nay nó sold out rồi các bạn. Cái sold out đó kêu là muốn đi thì phải ngày mai mới đi được. Nên bạn theo mấy cái tàu này nè. Thì du khách không. Du khách người ta đi, người ta đứng lên xếp hàng á. Đó người ta lên tàu rồi bây giờ nó chở ra ngoài đó. Đi vòng cái bay này, cái Portland này. Wow, hiện nay là 6 giờ 45 chiều rồi đó. Bây giờ mình đi tản bộ đi nữa. Nó mát ghê luôn á. Gió mát ha. Gió mát ghê luôn. Ờ. Ở đây là lobster roll nha. Đây là mấy cái lobster roll thì ai chưa ăn bây giờ á thì tới ăn nha. 29 đô. Thuế má vô đứa chắc 30 mấy á. 23 đô một cái lobster roll. Đó, ở đây là nó nổi tiếng á là cái lobster roll nha các bạn. Ở đây mình đậu, nó đậu xe ở bên dọc đường này như vậy là mình trả cái tháp, nó trả cái meter này nha các bạn. Đó. Cái thành phố Portland này giống như New York rồi các bạn. Đi bộ hoài không thấy chán luôn, rất đẹp nha. Bây giờ mình kiếm cái nhà hàng nào mình đi vào mình ăn lobster roll thử coi, giờ đói bụng rồi, ai ăn đói bụng hết rồi. Ở đây seafood không à, ở đây lobster roll quá trời luôn nha. Nhà hàng nào cũng có lobster roll hết đó. Wow, cái chào kìa. Đó, đây cái cảng đây nè. Wow, nhiều nhiều quá ha. Ờ, tất cả các nhà hàng này thấy không? Ở đây là tập trung ăn uống không à, vui chơi ăn uống không nha các bạn. Đây là lobster không? Mà cho nên Nam Mê nó nổi tiếng là lobster các bạn thấy không? Đó, lobster bake á. Bánh lobster bake rồi, lobster roll rồi, quá trời luôn. Rồi tàu kìa. Tàu đông đủ luôn á. Ở nhà hàng này cũng vui nhộn ngoài bến cảng nhưng mà đợi lâu lắm các bạn. Đợi phải 45 đến tiếng hồ luôn á. Tôi thấy mấy người đang đợi nè. Thì mình thấy nhà hàng Irish này nó không có xếp hàng lâu nữa các bạn. Chắc mình ghé vào nhà hàng này mình ăn đi, về gia đình cũng đói bụng rồi. Nhà hàng này hắn đợi ha, đợi lai cái đợi lâu. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào nhà hàng Riva. Đây là cái Irish restaurant and pub á. Mình sẽ chia sẻ cho với các bạn là ở đây đồ ăn nó như thế nào nha. À. Muốn ngồi ra ngoài mới biết có không ra. À, cho mình lên trên lầu. Rira này là Irish Pub Restaurant nè. Muốn ngồi ngoài kia mình ngắm cái cảng biển coi Portland nữa nha. Ngồi đây thì nó kéo bên cái cảng này nè ha. Vậy thôi đó. À. Bây giờ mình đang ở trong cái nhà hàng của người Irish nha các bạn. Nó gọi là Irish Restaurant and Pub á. Rira gì đó. Thì bây giờ mình sẽ review cái menu ở đây cho các bạn coi nha. Thì cái menu của nó các bạn coi nè. Seafood chowder đó, rồi lobster egg roll, calamari tức là mấy cái mực á, mực cái chiên đó các bạn. Rồi crab, mấy cái crab cake nè. Bánh cua, thịt cua đó. Rồi nó có lobster roll của nó nè. Nó rồi 25 đô. Crab sandwich nè. Thì nó có lem thịt, nó có thịt nữa. Thì ở đây á, các bạn nào mình đi 6 người á, là tự động nha, là tự động nó sẽ cộng vô 20% tiền tiếp á. Cái tuần này đồ ăn trên xe heo thì rất là nhiều. Nhưng mà muốn trải nghiệm cho các bạn đó là cái đồ ăn hải sản ở đây như thế nào. Tại vì ở đây là nổi tiếng là lobster với cua nào cá thôi. À, mình muốn trải nghiệm cho các bạn biết là ẩm thực ở chỗ này nó như thế nào nha. Đã hết cái crab cake rồi nha các bạn, cái crab cake này hết rồi. Bây giờ đây là 7 giờ 20 chiều tối rồi các bạn. Bây giờ crab cake nó hết rồi nhưng mà cái lobster roll nó còn. Đó, lobster roll nó còn thì mình order lobster roll với lại mình order cái seafood chowder. Thứ chowder là gì nhỉ? Như là súp súp đồ biển vậy đó, chao rồi, như là cháo rồi. Mình order cái này các bạn, seafood chowder với lại mình order lobster roll với lại mình order cái fish and chip hả? Rồi mình order cái crab cake này nè. Đây là 22 đô nhưng mà nó kêu nó hết rồi. Ngồi đây mà các bạn sao? Đó. Tàu nó vô nó cặp bến này nè. Fish chowder đó. Wow, lobster roll. Wow. Thank you. Yes, thank you so much. Wow, quá trời đồ ăn luôn. Đây này là fish and chips nha các bạn. Fish nguyên con cá luôn ạ. Nguyên cá fillet.
cái này là lobster roll đó, các bạn thấy không, nó thịt lobster á, nó cắt ra cho nó bỏ cho bánh mì vậy thôi. Đây là cái mấy cái món mà khi các bạn tới Maine các bạn phải ăn mấy cái món này nha. Đây là seafood chowder đó. Làm dấu chưa? Em làm dấu chưa? Làm dấu đi con. Mời chưa? Rồi. Khi các bạn tới Maine á, các bạn phải thử lobster roll nha. Cái món này rất là lạ nha. Cái seafood chowder của nó. Cái seafood chowder của nó nè. Lấy hết thịt con lobster ra, xong nó bỏ trong cái sandwich làm cái bánh mì này, bánh mì lobster roll. Đó, mình order lobster roll với lại seafood chowder với lại fish and chip, quá trời đồ ăn luôn nha các bạn. Đây là lần đầu tiên gia đình mình ăn lobster roll ở Maine nha các bạn. Các bạn thấy không, lobster không, thịt lobster không, nguyên này nguyên con lobster luôn á. Một cái phần này nó bán là, một cái này nó bán 25 đô. Nên thử mình xem coi nó như thế nào nha các bạn. Giờ mình xin mời quý vị các bạn nha. Trời, cái thịt nó tươi cả luôn này. Đang đi gần biển mà cho nên này nó tươi lắm các bạn. Cái này á, là nó xếp khô nha các bạn. Nó có hai loại nha, một cái lobster roll mà khô á và lobster roll warm. Nó rất là thơm, nó ngon lắm các bạn. Nó giống như bánh mì thịt Việt Nam mình á. Nhưng mà cái thịt lobster rất là thơm, rất là ngon. Quá đã luôn các bạn ơi. Nó có mấy cái này là dưa leo á, mà nó pickle, tức là nó làm chua đó. Các bạn có thể bỏ chung cho ăn được, người ăn cứ ăn riêng này em nó ngon. Sao? Cái này seafood chowder ngon không con? That's good hả? Wow. Bên anh lobster roll ngon không? Ngon hả? Thôi, ao lạc kìa, nguyên một cái lobster roll luôn kìa. Sao con? Really good. This one's just more flavor. More flavor, hả? Cái seafood chowder ngon không? Nó bỏ cái gì vậy hả nè? Thơm, rồi con hào, bột clam á. Clam. Nhưng mà thử cái seafood chowder của nó nha các bạn. Nó bỏ mussel, clam với lại potato, khoai tây á, xong rồi nó bỏ lobster nữa nha. Nó làm vừa lắm nha các bạn. Nó thơm cái mùi lobster, thơm cái đồ biển lắm. Có clam. Nó giống như là cái clam chowder mình hay ăn đó. Để làm ngon, nó làm rất là thơm. Mà tại vì nó có nhiều giống như là thịt cua, rồi nó có lobster vô nữa các bạn. Rồi nó có clam special vậy đó. Cho nên ăn rất là rich. Mình không biết giải thích như thế nào đó, nếu mà nó thơm ngon lắm. Mấy nhà hàng kia nó rất là đông, đứng xếp hàng đông lắm. Cho nên cái Irish này đó, mình thấy là ăn là mình thích nè. Rất là ngon các bạn. Yeah, rất là nhanh, mình vô cái này nó cho mình vô liền nè. So you get your tables like almost instantly. Rồi, cứ lắp tàu nó. And then the wait time for food is probably like 5 minutes. Cái này là 5 phút là có thôi. Mình đã thích cái lắp tàu rồi nha các bạn. Các bạn đã cắt con miếng cá bắt chanh lên, xong cắt miếng cá con cái cá gì coi. Cái này chắc wild caught quá, cái này chắc caught á. Rồi. Cá này là giống như là con wild. Hả? Haddock hả? Haddock. Anh tưởng là caught. Ok. Mình thấy nó chia lên xong nó bỏ ba cái gì lên trên nè. Rồi mình mời quý vị và các bạn nha. Ăn nó giống như con halibut. Thật sự là mấy cái này ăn của mình không chứ test mình ăn cũng không có tanh. Mình không thấy cái vị gì trên nha, nó giống như là cái wild card vậy thôi hay này. Thấy con khác vậy thôi. Mà cái này mình nghĩ chắc chấm vô những sauce thì ngon. Rồi. Nó có cái sốt này nè, mình chấm vô thì nó ngon, thôi là sốt á. Chấm thôi có thể ngon. Mấy đứa bé này một cái lobster roll này tụi nó ăn không hết luôn các bạn. Nó ăn chỉ có nửa cái rồi nó đã no rồi, rồi tí seafood nữa. À để làm thịt tươi tươi quá ha. Mà lobster ha ha. Trời ơi, con thường. Có hiểu không? Bỏ quá trời thịt luôn á. Thịt cua, rồi thịt clam, rồi thịt lobster. Nhiều chỗ mình phải đi làm ở trong cái tô, mình làm ngoài, mình không biết thịt nào, mình ở này thịt quá trời luôn. Mình rồi làm hết rồi kìa. Mình ăn thấy được không? Ngon. Làm ngon không? Linh nàng ngon không? Đó, bây giờ mình thanh toán chiến trường xong hết rồi các bạn. Sạch sẽ luôn rồi. No rồi đó. Tí nữa mình sẽ chia sẻ với các bạn đó, mình ăn như vậy á, gia đình mình 6 người, spend hết bao nhiêu tiền cho cái bữa ăn này nha.
Ban đầu mình tưởng là 6 người nó cộng 20% tiếp vô, nhưng mà không các bạn, ba đứa bé nó không có tính là 6 người. Nó chỉ có tính là 4 người thôi, tức là 3 người lớn với ao là sơ. Nó tính là vậy thôi, còn hai đứa bé nó không tính. Cho nên chính vì nó chưa cộng 20% mình tiếp vô đây. Đó thì các bạn thấy mình ăn uống sôi xong á. Các bạn thấy không? Total là tiền tax của nó là tổng cộng là $152.28 nha. Anh cho mình biết là cái đó cái tip đó, nếu mình cho 18% á là $25. Là tổng cộng là 177. Còn 25% á, các bạn cho 25% á là $35 á. Vậy là một bữa ăn tối của gia đình mình á là $180 các bạn, 6 người. Ăn quá ngon lành luôn, thật sự ra vậy là quá rẻ nha các bạn. Bạn đi ở Portland Maine á. Quá no luôn các bạn nha. Và nhà hàng này ngon chứ ha. Nhà hàng này mình recommend á, nó không có đợi lâu nè. Không lâu mà đợi ăn nó tươi, ngon, rất là ngon. Và bây giờ mình đi một vòng tản bộ đi rồi bắt đầu mình lên xe, mình chuẩn bị mình sẽ tiếp tục hành trình RV mình nha. Thì các bạn nào mà muốn sầm uất, muốn nhộn nhịp mà vui mà vô cái bo vậy thì các bạn đi mấy cái nhà hàng gần cái port đó, thì mình vô mấy cái nhà hàng Irish vậy thì nó rất phù hợp hơn với gia đình mình. Còn nếu mà ví dụ như mình với cô thư ký thôi á, hay đi đi không thôi mà không có nít á, thì mình thích ngồi ngoài mình nhảy, mình giật, mình chơi nhạc vậy nó vui hơn nha các bạn. Thành phố này dễ thương nè. Thành phố này dễ thương, nhộn nhịp á. Nhiều nhà hàng vui vui. Đúng là thành phố này phải là thủ phủ của Maine mới đúng ha. Giống như Nashville các bạn, Nashville là thủ phủ của tiểu bang Tennessee. Cho nên các bạn xuống Tennessee á, nó sầm uất nhộn nhịp lắm. Đó là country music mà. Cho nên tụi nó, cho nên tụi nó chơi mấy nhạc country music á, rất là vui. Nó màu lớn, nó là theo quay lại ngày xưa mấy ngày nào mình, lúc mà mình mới mua cái RV nó còn bé xíu, thằng nhóc á, thằng Aiden nó còn nhỏ xíu á. Không bằng mình nè. Đó nó cao bây giờ nó bằng mẹ nè. Thằng Aiden nó theo mấy ngày nào lúc mà mua xe RV này á, cách đây 3 năm trước. Nhỏ xíu à, nõm nó bây giờ chạy đâu tông, cho nên thời gian nó qua nhanh lắm các bạn ơi. Thì mình làm được thì mình cứ hưởng được, mình spend time với gia đình á, đó là cái theo mình đó rất là quan trọng nhất các bạn. Tiền bạc thì thật sự ra tiền bạc nó không có mua được những cái hạnh phúc hoặc là cái thời gian cuối cùng như thế này. Thời gian như vậy, kỷ niệm như vậy nên rất là khó quên. Mình tin rằng nó sẽ gắn bó và nó sẽ đi theo mấy đứa bé khi nó lớn lên. Vậy đó là vài những điều tâm sự của mình nha. Thôi bây giờ mình sẽ lên đường các bạn, lên đường và mình tiếp tục hành trình RV để mình ra khỏi Mỹ, vào Canada và vượt Đại Tây Dương và đến tận cùng Canada và tận cùng của Bắc Mỹ nha. Rồi, bye bye Portland nha. Bye bye Portland. Happy Friday. Rồi. Happy Friday. Happy Friday. Ở đâu đó Happy Friday vậy con? Trời tôi. Oh man. Xe cộ động đầy đường. Chưa thấy không? Hả? Tối nay nhiều nhịp và đông vui ha. Bán đúng cái này. Cuộc sống đây cũng mắc mỏi, đâu có rẻ đâu. Nhà cửa đây cũng mắc, đâu có rẻ gì. Rồi để bị gì này hả? Tới đây. Rồi vậy mà cái parking đây nó full luôn, nó ghê chưa các bạn? Tỏ đi đông dễ sẽ đông luôn đó. Du khách ở đây quá trời nha các bạn. Portland này nè. Bởi vậy tại sao hả? Nhiều người tới Portland người ta chơi đúng là men ha. Trên men xong bắt đầu người ta chơi, xong người ta chạy xuống Bo Harbor á, thành phố Portland á. Không, bên đó thấy không? Đó, để sông nước nè. Cho nên đây là cái cảng lớn nhất. Sông nước mênh mông kìa. Trời ơi, tàu đánh cá đâu có chơi đó. Đây, lobster với lại cá. Hai bên sông nước vậy nè. Đây nó giàu. Bởi vậy ở Portland này á, là nó gọi là economic capital mà, tức là cái mà cái thủ phủ, nó gọi là thủ phủ thương mại, thủ phủ kinh tế của Maine. Cho nên bạn thấy không, cái phần lớn là cái tài chính chính của Maine là Portland mà. Và bây giờ mình đi tới Walmart của Portland á, bên Portland. Ê, để mình mua sữa cho mấy đứa bé, hết sữa rồi. Ở đây là tiệm quán này kia nó làm very nice. Con đường sạch sẽ, rộng rãi. Phố Portland nó lớn mà nó rộng lớn, nó đẹp chứ ha. Đồ ăn đồ uống nhà hàng quá trời. Nó qua mọi đây nè này. Kinh đâu vậy? Mỗi người 6 thôi, mỗi người 6 thôi. À,
đó, qua mọi đó. Đang ở Four Mouse. Thì nó cách Portland chừng có 5 phút nó phải lấy xe từ đây mình đi qua mọi này các bạn. Bây giờ mình hết trên xe hết sữa rồi. Bây giờ mình vô đây mình mua sữa, mấy sữa mình bé nó uống nhanh lắm. Sữa ba đứa nó quất một phát một lần chừng ngày 2 ngày là hết sữa. Cho nên bây giờ mình vô Walmart mình mua mua sữa. Tình thể đây mình tranh thủ mình tiết kiệm nước các bạn. Mình vô đây có thể mình đang rửa mặt trong đây cũng được các bạn. Rồi sau đó mình lên đường. Rồi sau đó mình lên đường thì chắc các bạn đi khám phá tiểu bang Maine nha.